Vậy thì cái ChatGPT này á có thể thay thế được cái sự thông minh và sáng tạo của con người hay là không? Thực sự là cái câu hỏi ta đặt ra hơn nữa là trong giới lập trình viên của mình thì đặt ra là liệu nó có đẩy các bạn lập trình viên ra chuồng gà luôn hay không? Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau. Thì giống như bao cuộc cách mạng công nghệ đã xảy ra thì chúng ta phải nhìn nhận rằng cái ChatGPT nó như hiện tại nó vẫn như là một cái trợ thủ đắc lực, một cái trợ thủ cá nhân thôi tuyệt vời trong công việc và giúp chúng ta tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Khi thay vì các bạn ngồi viết một cái bài rất là dài, các bạn có thể là ngày xưa Google ra đã giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian. Mà Google nó thiếu một cái bước nữa, tức là khi các bạn search cái gì đó trên Google, bạn tìm kiếm thì nó thiếu nó, các bạn còn phải làm thêm một bước nữa là các bạn phải lọc thông tin, các bạn đọc lọc thông tin. Còn chat GPT hiện tại nó bắt đầu nó có, nó lọc cho bạn luôn, nó tóm tắt, nó cho bạn hiểu luôn và gần như tiết kiệm chúng ta rất là nhiều thời gian luôn. Và khi có được những cái trợ thủ đắc lực như vậy á, thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những cái vấn đề mà hiện tại AI chưa giải quyết được, là sáng tạo và đổi mới, dù như cho các mô hình kinh doanh nè, về các vấn đề chính trị, về con người nè ha, thì cái AI vẫn chưa đạt được cái đó, thì con người vẫn có thể dành cái thời gian đó để làm những câu chuyện đó. Đó là những cái mảng tốt mà các bạn nên suy nghĩ tới ha, chứ không nhất thiết là chúng ta mất việc thì chúng ta không có việc gì để làm. Luôn luôn có những việc trong cuộc sống để chúng ta làm rất 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 là nhiều luôn ha, và chúng ta dành những cái việc nào buồn chán để cho AI làm, hay những công việc nào mà thay đổi đổi mới thì để cho con người làm. Mà nói thiệt á, là ChatGPT sẽ chưa thể thay thế được lập trình viên đâu, nó còn khá là thô sơ. Hãy like mình để tìm hiểu thêm về giáo dục và kinh doanh nhé.